Xin chào đón quý vị trở lại với kênh YouTube Cuộc Sống ở miền Trung nước Mỹ. Khi quý vị có dịp đến St. Paul, Minnesota, quý vị nên ghé vào trung tâm mua sắm của người Hờ Mông. Khu chợ này khá lớn, có rất là nhiều sạp hàng quán, được chia ra làm 3 khu. Đây là khu bán đồ tạp hóa, quần áo, đặc biệt là trang phục của người dân tộc. Còn đây là khu bán các loại rau củ quả tươi được nhập vào từ các nơi như các tiểu bang của Mỹ và Mexico. Còn đây là khu vực bán thức ăn nấu sẵn của Thái, Lào, Hờ Mông cũng như của các nước trong khu vực. Mình thấy có rất là nhiều món ngon. Mình thì đang đói bụng mà món nào thì nhìn cũng muốn ăn, muốn thử hết trơn á. Bây giờ mình mua vài món để ăn thử nha. Hột gà nướng nè. Rồi đây là cơm nếp mà họ để trong ống tre đó. Còn đây là gỏi đu đủ. Ha 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 ha.
Giờ mình đi mua thêm một ly nước mía nữa nha. Nước mía tươi ép. Nhưng mà ở cái chỗ này họ không có bỏ một cái miếng tắc vô, cho nên là mình không có thích cho nó. Nhưng mà ngon lắm. Bây giờ mình tiếp tục đi tham quan cái khu chợ, mà cái khu bán đồ tạp hóa nha quý vị. Bây giờ thì mình trở lại cái khu bán rau củ quả. Có rất là nhiều trái cây tươi rất là ngon. Trước khi mình đi rời khỏi cái khu này thì mình phải mua một ít về. Cái gì vậy? Before we leave, so have to. Cái bên hông này ngon không? It's a pink mango from Vietnam. Are you gonna buy one and make it your pet? They are from Florida. They're gonna have more sour and more crunchy than the one we ordered from Mexico. Do it, yeah. It's okay, though. It's too sour. Chỗ này có bán xoài tượng màu hồng nè. Lạ quá, mình chưa thấy bao giờ. Như là xoài tượng này ở Việt Nam 25 đồng một trái. Mắc không quý vị? Mắc hay rẻ? Ở chỗ này người ta bán hai cái loại su su khác nhau. Bên trái này là loại su su của mẻ. Nó có rất là nhiều gai đâm tổ tổ ra, nhìn giống như là cây xương rồng vậy đó. Đâm rất là đau. Nhưng mà cái chú bán hàng ở đây á, chú nói đó ăn rất là ngon. Một khi mà đã ăn cái loại gai gai này rồi đó là không có thích ăn cái loại thường nữa. Mà thật sự là như vậy. Đem về nhà gọt cái lớp da ở ngoài thì bên trong cũng y chang như là cái loại ở bên tay phải thôi. Là cái loại Việt Nam mình hay ăn đó.
Nhưng mà lúc mà xào lên đó thì nó giòn, nó ngọt, ngon lắm. Bây giờ thì mình tìm đường đi ra khỏi cái chỗ này nha quý vị. Nó rất là lớn cho nên là mình phải nhớ là mình đậu ở cái cửa nào để mình đi ra tìm đúng cái bãi đậu xe để mình đi ra cho nó tiện. Còn đây là vài hình ảnh và sơ lược lịch sử về một số các nhà lãnh đạo của người Hờ Mông. Rồi, nói tóm lại, nếu mà quý vị có đến St. Paul, Minnesota thì ghé ngang Hờ Mông Village. Nó là một cái trung tâm thương mại, mua sắm, coi như chợ búa, ngoài hàng quán, các món thức ăn của người Hờ Mông.